Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 của bài 5 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Trước hết chúng ta tìm hiểu cái bản từ mới Từ đầu tiên chúng ta có từ Chào sơ Chào sơ âm hán Việt là giáo thất Giáo không là dạy, còn thất là cái phòng Như vậy là Tiếng Việt ta sẽ là phòng học Còn tiếng Trung Quốc thì sẽ là phòng dạy đúng không ạ? Chào sơ phòng học Chúng ta xem ví dụ ở bên dưới nha Chào sơ lì dù rễn ma Chào sơ lì dù rễn ma Ở trong phòng học có người không? Chào sơ lì dù hình to Chào sơ lì dù hình tố Ở trong phòng học có rất nhiều người sư sơ chào sư lì ma Lào sư chai chào sư lì mà Thầy có ở trong phòng học không? Chai Chai à, Có Kế tiếp chúng ta có từ thứ hai à, Chúng ta có từ chai Chai ông mong Việt là tại Và nó có mấy nghĩa Nghĩa đầu tiên chúng ta gặp là Ở à, chúng ta xem nè Miễn thiên nì chai chá mà Miễn thiên nị cha ma Ngày mai bạn có ở nhà không? Chai ở chai cha sẽ xin Chai ở chai cha sẽ xin à, Chúng ta lưu ý là mình bắt cái động từ chính Ở bên trên câu hỏi xuống để trả lời Cho nên hỏi là Miễn thiên nị trai cha ma Ngày mai bạn có ở nhà không? À, có Chúng ta không có nói là dậu Mà chúng ta phải nói là chai Ở trai cha sẽ xin Tôi ở nhà viết thư ở trong tiếng Hoa luôn luôn là phải nêu nơi chốn trước Rồi mới nêu cái hành động sau Như vậy là phải trai giá xẻ xin Đó là bắt buộc Nếu mình nói ngược lại thì người ta cũng hiểu Nhưng nó không đúng Cái tiếp nữa Từ chai còn có một nghĩa thứ hai Đó là đang Chỉ một cái hành động đang diễn ra Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Ba bà nín trai cho sầm Ba nín trai cho sầm Bố ơi bố đang làm gì vậy <laughs> ờ, chay siíu mổ thôisơ của ờ, chay bố đang sửa cái xe gắn máy cha siu là đang sửa như vậy là từ chay luôn đứng trước các cái động từ kế tiếp nữa ta có từ thứ ba đó là từ Biên ông oắn việc là chữ biên biên à, có nghĩa là bên hoặc là phía à âm hán việt của từ biên này vẫn còn dùng ví dụ như biên cương biên giới biên thùy rồi nè là đều có cái từ biên này cả à, như vậy vì nó có nghĩa là bên hoặc là phía cho nên ta có trước biên thì sẽ là bên đây hoặc là bên này và na biên bên đó hoặc là bên kia chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa nè biên dấu hình to biên hình to ở bên đây có rất nhiều người. Nà biên, dĩ cơ rễn và mỹ Nà biên, dĩ cơ rễn và mỹ Ở bên đó một người cũng không có. Tức là không có người nào hết. Người Trung Quốc hay nói cái cách nói như vậy. Kế tiếp nữa, ta có từ thứ tư. Đó là từ chén <laughs> biên. Chén biên, chén, ông việc là tiền. Tiền là trước. À, biên là biên, tức là bên hoặc là phía. Như vậy ghép vào chén biên có nghĩa là phía trước hoặc là đằng trước. Ta cùng đọc là chén biên. À, chúng ta xem các cái cặp ví dụ ở bên dưới. Chuyện quên dấu chữ chai nọ. Chuyện quên dấu chữ chai nọ. Xin hỏi bưu điện ở đâu vậy? Chai chén biên. Chai chén biên ở phía trước. Một tiếp nữa. Chuyện quên chén biên sư sẻ quảng giá mà? Xin quên, xin hỏi phía trước là nhà của bạn Vương phải không? Sư, tha gia cho xin bên. tha gia bên. Vâng, nhà của bạn ấy ở phía trước. Tiếp theo nữa ta có từ hô BIÊN Hô là hậu và BIÊN Hậu có nghĩa là phía sau, còn bên là bên hoặc là phía. Như vậy là ngược với cái từ chén bên, ta có từ hầu bên, phía sau, đằng sau. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Chỉnh quên, nì gia chơi bên mà? Chỉnh quên, nì gia chơi bên mà? Xin hỏi nhà bạn ở phía trước phải không? Sì, quả gia bên. Sì, quả gia bên. Vâng, nhà tôi ở phía trước. Yếu chí yê zài chén bên ma Yếu chí Bưu điện cũng ở phía trước phải không? Dè yeah, đấy là cũng Bù Yếu chí zài Không Bưu điện ở phía sau Cái tiếp nữa ta có từ thứ sáu Đó là từ thẳng, bên thẳng, bên thẳng. Ông nói về là chữ bàn Bàn có nghĩa là một bên Phẳng bên có nghĩa là bên cạnh hoặc là kế bên, kề bên. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên quảng lầu sư gia chai nở. Xin quên quảng lầu sư gia chai của gia phẳng bên. Xin hỏi nhà thầy Vương ở đâu vậy? ở bên cạnh nhà tôi. Tiếp nữa, xe lầu sư gia nâng xe từ nơi ngay chỗ này cũng có nghĩa là ở đâu nó giống như cái câu hỏi bên trên vậy nhà của thầy Tạ thì ở đâu còn nhà thầy Tạ ở đâu? chữ y dỗ chữ ở bên cạnh bưu điện. Cái à, tiếp nữa chúng ta có từ thứ bảy đó là từ tuy men tuy men là đối diện ông nói việc là đối diện và cái nghĩa cũng là đối diện thôi đó là một danh từ ví dụ xin quên xào quán giá chai <laughs> nở xin quên xào quán giá chai nở chai của cha tôi miền chai của cha tôi men xin hỏi nhà bạn vương ở đâu ở đối diện nhà tôi chai <laughs> của cha tôi à, lưu ý cái cách dùng của từ tôi men này tức là chúng ta muốn nói đối diện với cái địa điểm nào đó thì chúng ta nêu cái địa điểm đó trước rồi chúng ta mới đặt cái từ tuy men ở phía sau như vậy nếu nói đối diện với bưu điện thì ta phải nói là dấu chỉ tuy men đối diện với nhà tôi của gia tuy men à. chúng ta lưu ý nha kế tiếp nữa ta có từ thứ 8 đó là từ chiêu chiêu âm hán việt là chữ tụ à, thì vẫn là vẫn còn dùng ví dụ như trong từ thành tựu hay là tụ trung chẳng hạn à nó có vài nghĩa đầu tiên chúng ta tiếp cận với cái nghĩa là sẽ chiêu là sẽ nó dùng cũng gần giống như tiếng việt thôi ví dụ, 明天我就去小王家明天我就去小王家 ngày mai tôi sẽ đi đến nhà của bạn Vương, 你去他家有什么事你去他家有什么事 bạn đi đến nhà của anh ấy của bạn ấy có việc gì vậy vô什么事 Tôi đi giúp anh ấy để sửa chiếc xe đạp. Tôi đi sửa chiếc xe đạp giúp anh ấy. Bạn biết sửa xe đạp à? Đây là một cái dạng câu hỏi ngữ khí nó lên giọng thôi, không cần có các cái từ nghi vấn gì. Bạn biết sửa xe đạp? Huý. Cỡ sử, bố huý sửa mô tô xe. Huê, khởi sư bú huê siêu, mô thô sơ, biết, nhưng không biết sửa xe gắn máy thôi. Khởi <laughs> sư đây là nhưng, từ này là từ mở rộng, chúng ta cũng học thêm rồi. À, chúng ta xem phần kế tiếp. À, nghĩa thứ hai của từ chiêu có nghĩa là thầy. À, chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Miễn thiên nị trư sẻo quảng trá ma Miễn thiên nị trư sẻo quảng trá ma Ngày mai bạn có đi đến nhà của xeo quảng không? Bố chì, bố là Bố chì, là Ta không đọc là bố chì Mà ta phải đọc là bố chì Vì đằng liền sau của từ bố Nếu cái từ nào đó mang thanh tư Thì bố sẽ đọc là bố Như vậy ngay chỗ này đọc là bố chì Không đi Bố là Tôi có việc rồi Nǐ Còn bạn thì sao? Nì chì, bố Nì <Nhạc> chui, chui Bạn đi Thì tôi đi Nì bố Bạn không đi thì tôi không đi à, Chúng ta đọc lại Mình thiên nì quảng gia là. Nhi Nhi chui chui. Cái tiếp nữa chúng ta xem cái phần uh, lưu ý Tự chiêu luôn đứng sau chủ ngữ À, chúng ta xem nè miễn thiên của ba bà mà chiêu sư miễn thiên của ba bà mà sư ngày mai bố mẹ tôi sẽ đi đến nhà của thầy lâm như vậy từ chiêu đứng sau chủ ngữ ba uh, ba bà ma mà đó kế tiếp khi chúng ta gặp cái cụm từ chiêu trai thì ta sẽ hiểu nó như trai thôi có nghĩa là ở nhưng mà nó mang cái uh, cái ngữ khí mạnh hơn tức là nó nhấn mạnh hơn Ví dụ, dỗ chữ trai pen Bưu điện ở phía trước Ta có thể hiểu là bưu điện chính là ở phía trước đó Là cách nói để nhấn mạnh thôi Và khi chúng ta gặp cái cụm từ chiêu sơ Thì ta sẽ hiểu đó là sơ thôi Có nghĩa là là Nhưng mà nó mang ý nghĩa nhấn mạnh giống như chính là vậy Ta xem ví dụ nè Quảng sen sơn chiêu sơ lào sơ ông Vương chính là giáo viên hay là ông Vương là giáo viên cũng được thôi. À, chúng ta lưu ý như vậy là nhớ là chiêu chai thì ta sẽ hiểu nó là chai thôi và chiêu sư thì ta sẽ hiểu là sư thôi. Kế tiếp nữa ta có từ xẻ sao Từ xẻ xeo ông có việc là học hiệu. Một cái từ xẻ không là học. Thì hôm trước chúng ta đã gặp nó rồi trong từ xẻ sân. Xẻ không cũng là động từ học ví dụ học sửa xe đạp là xẻ siêu chữ xịn sơ học nấu ăn là xẻ cho phan, học tiếng hoa là xẻ han dị, rồi xeo là hiệu có nghĩa là hiệu đây có nghĩa là cái cửa hiệu hoặc hiệu có nghĩa là cái tiệm góc nghĩa gốc ngày xưa thì nó được xây bằng gỗ bằng gỗ nên phía trước nó có bộ mọc và cái nghĩa xẻ xeo bây giờ có nghĩa là trường hoặc là trường học thôi. À, ví dụ nì sẽ xeo ta mà nì sẽ xeo ta mà trường của bạn có lớn không và sẽ xeo hình ta và sẽ xeo hình ta trường của tôi rất lớn à, chúng ta lưu ý ví dụ để nói một cái trường nào đó một cái trường abc nào đó thì chúng ta nêu cái abc trước rồi chúng ta mới nêu cái từ sẽ xeo sau à, như vậy abc sẽ xeo ta sẽ nói như vậy Trần Hương Đạo, sẽ xe Xeo, Nguyễn Thái Học, sẽ xe Xeo. À, chúng ta có một cái lưu ý trong cái từ Xeo đó, đó nó có cái bộ, đó là bộ hoặc là chữ Mộc bên tay trái của cái chữ Xeo. Thường chỉ những gì mà có liên quan đến cây cối hay là gỗ, vì nó là Mộc, nó vừa là bộ Mộc, vừa là chữ Mộc luôn. Chúng ta xem ví dụ, ví dụ một cái chữ Mộc đó thì là cây, gỗ là gỗ. Thế hai mọc ghép vô chúng ta đọc là liễn Liễn là rừng ừ, Tức là nhiều cây á, Âm hán Việt là chữ lâm Và đây cũng là họ lâm luôn Ví dụ như ông lâm là liễn sen sơn Thầy lâm là liễn lào sư Từ thứ hai ta có từ bần Bần là cái gốc Ta thấy nó vốn là chữ mộc, Nhưng mà nó có một cái phần ngang ở bên dưới Tức là phần ngang bên dưới của cái cây Thì đó là cái gốc Thì âm hán Việt là bản hoặc là bổn Nhật Bản hoặc là Nhật Bổn Nhật là mặt trời, Nhật Bổn là xứ sở của mặt trời Và ta có cái từ mà hay nói là tam sao thất bổn Sao là ghi chép lại, là chép lại Tam sao là chép lại ba lần, thất bổn là mất gốc ngay Có nghĩa là chép lại vài lần Thì nó không có còn giữ nguyên cái nội dung gốc nữa kế tiếp ta có từ thứ ba đó là từ trư trư à, nghĩa là nhánh ông nói việc là chi mình hay nói chi nhánh nói, chi là nhánh nhánh là chi thôi thì nhánh là nhánh cây cho nên bên trái của nó cũng có bộ mọc ta có cái từ kim chi ngọc diệp câu cây kim chi ngọc diệp có nghĩa là kim chi là cành vàng ngọc diệp là lá ngọc thế thôi kế tiếp nữa ta có từ trả là chữ tạp tạp có nghĩa là gồm nhiều thứ vào cho nên ta thấy ở trên là chữ chiều là chữ cửu là chính ở dưới chữ mọc là cây chín loại cây tức là nhiều thứ là tạp kế tiếp nữa ta có từ, từ thứ 10 đó là từ diễn hẳn diễn hãng là ngân hàng thì từ này cũng nghĩa là ngân hàng tới đến giờ vẫn còn dùng bình thường à, chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi câu đàm thoại bên dưới nè Xin quên Trung Quốc diễn hãng chai nợ Xin quên Trung Quốc diễn hãng chai nợ Xin hỏi ngân hàng Trung Quốc ở đâu? Chai sẽ xe tui men. Chai xe xe tui men. Ở đối diện với trường học. Nhắc lại một chút, tức là khi mình muốn đối diện, mình nói là đối diện với cái chỗ nào, thì phải nêu cái chỗ đó phía trước. Như vậy phải là xe xe tui men. Không có nói giống như tiếng Việt là tui men xe thì là không được nha. Rồi cái tiếp nữa, ni suy diễn cho Ni suy diễn cho Thế bạn đi ngân hàng làm gì? Shi. Shi, tôi có việc. À, mình cùng đọc lại nhé. Xin wen Trung Quốc diễn hàng ở đâu? Tại trường đối diện. Ni suy diễn hãng cho sầm mò. Wǒ yǒu chúng ta lưu ý phía bên trái của từ diễn á chữ ngân á là bộ kim, bộ kim thì thường chỉ những sự vật có liên quan đến kim loại. thì chữ diễn đó ngân hàng ngân có nghĩa là bạc thôi, chữ diễn nó vốn cái nghĩa nó là kim loại bạc, bạc thì là một loại kim loại nên vậy thôi. cái tiếp ta có từ chển, chển là tiền, ngày xưa chưa có tiền giấy thì người ta đúc tiền bằng các cái thứ kim loại cho nên bên trái của chữ tiền cũng có cái bộ kim Từ ngân là bạc cho nên mình mới có là ngân khố là kho bạc á Kim ngân là vàng bạc Cái tiếp nữa ta có một cái lưu ý là có một số chữ hán á Nó có hai cách đọc hoặc là nhiều hơn Thì những cái chữ đó được gọi là từ đa âm đọc Từ nào mà nó, chữ nào đó mà nó có hai cách đọc trở lên thì mình gọi nó là cái chữ cái từ đó là từ đa âm đọc Ví dụ chữ xiển chơ là cái xe đạp thì cái chữ xiển đó ở, đó đọc là xiển, thấy diễn hãng thì là ngân hàng, bây giờ cái chữ xiển đó lại được đọc là hãng. Cái tiếp nữa ta có từ sang tiền. Sang tiền. Âm à, hán Việt là thương điếm, thương là buôn bán, điếm là cái cửa tiệm. À, cái cửa tiệm dụ để buôn bán thì mình gọi là cửa hàng nó nghĩa là cửa hàng chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên sẽ xe lì sáng tiên mà xin quên sẽ sáng tiên ma xin hỏi ở, trong trường có cửa hàng không dầu dĩ cưa xèo sáng tiền, dù dĩ cưa xèo sáng tiền, có một cái cửa hàng nhỏ và chúng ta mở rộng vì có chữ sáng là thương là buôn bán và rảnh là nhân tức là người như vậy là cái người mà làm cái nghề buôn bán sang rỉnh lúc đó nó sẽ có nghĩa có nghĩa là thương nhân hoặc là thương gia cũng được Rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới nè quảng sen sơn hở xe sen sơn tôi sẽ sang rỉnh quảng sen sơn hở xe sen sơn tôi sẽ sang rỉnh ông vương và ông tạ đều là các thương nhân Kế tiếp nữa ta có từ thứ 12 đó là từ sửa thẳng. Sửa thẳng ông bán việc là thực đường. Thực là ăn uống. Đường là cái nơi rộng rãi để nhiều người tập trung vào làm một cái việc gì đó. Như vậy là thực đường có nghĩa là căng tin hoặc là nhà ăn, nhà ăn tập thể. Ở những công ty, nhà máy, xí nghiệp, trường học, đồ vân vân thì thường nó có cái sửa thẳng này. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới Sen dai này suy sửa thẳng ma Sen dai này suy sửa thẳng ma Bây giờ bạn có đi căng tin không? Bố chư, hồ hủy giá Bố chư, hồ hủy giá Không đi, tôi về nhà Quý sở mờ Quý sở mờ, trước đây ta Học nó ở trong những cái từ bổ sung Có nghĩa là tại sao Yên quê của nài nai sinh thiệp của họ Yên quê của nài nai sinh thiệp của họ Bởi vì bà của tôi Sức khỏe không tốt Có nghĩa là bởi vì bà tôi không khỏe chúng ta cùng đọc lại xin này suy sửa mà bố hủy giá của này kế tiếp nữa chúng ta xem cái phần mở rộng thì ta có sửa thẳng là thực đường thì bây giờ treo thẳng ông nói việc là giáo đường từ treo nằm trong treo xưa là giáo thất và treo thẳng là giáo đường giáo đường có nghĩa là nhà thờ thôi à, giáo đường à, chúng ta xem ví dụ này

Đến đây tôi xin kết thúc phần 1 trên 3 của bài 5. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong phần kế tiếp.